em xin chào tất cả các anh chị em nha. Bữa nay thì gia đình nhà em đi farm. Đây là nguyên một vườn cherry nè cả nhà. Bữa nay mình đi hái cherry. Gia đình em và con em đi vào bên trong trước rồi. Bây giờ các bạn cùng em để mình đi hái cherry cho vui nha. Nó cả nhà thấy không? Trái chùm chùm luôn, chín đỏ tươi ha. Nhìn mê lắm. Nguyên một cái vườn này rất là lớn luôn á cả nhà. Bây giờ mình vào đây á, mình phải bút vé mới vào được cả nhà ơi, không phải tự do như lúc trước á. Khi mình bút vé người ta hỏi mình mấy người, mình phải thay mấy người và trả cái tiền trước khi mình vào đây. Mua xong thì họ trừ cái tiền mình mua lại. Đi vào đây thì mình được ăn thoải mái nha cả nhà, ăn chừng nào ngán thôi. Rồi số nào mình mua thì mình ra cân ký thì tính tiền thôi. Nhìn mê quá trời mê luôn đó cả nhà ơi. Quá trời một chùm này luôn nè cả nhà. Một cây này quá trời luôn. Em đi vườn cherry mà có mấy người không có biết ăn cherry luôn á cả nhà. Út cưng cũng không có biết ăn nhưng mà phụ hái nè. Nhìn thấy dễ thương quá à. Wow, very good. Wow, bự quá trời luôn. Quá trời luôn á, đùm 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 luôn. Nguyên một đùm luôn nè cả nhà. Tối quá trời tối luôn á. Tối thui trong đây hả? Bởi vì nó che đồ á, loại sợ chim đồ nó ăn á các bạn. Cho nên tối thui à. Chùm chùm quá trời luôn. Ở farm á, họ kinh nghiệm trồng cây trái tốt quá ha. Ra chùm chùm luôn á. Mình vào đây á, mình được ăn miễn phí. Ăn ngồi tại gốc là ăn no chừng nào mà mình không muốn ăn nổi nữa thôi á các bạn.
số nào của mình mua đó thì đi ra cân ký là tính tiền thôi. Cây nó lùng tè hả? Mình chỉ đứng ở dưới đất là mình hái thôi á cả nhà. Nó không có cao. Cái này mà mình đứng, mình đưa cái miệng vô là mình ăn thôi á cả nhà ơi. Ăn 2-3 chùm này là mình no luôn rồi, là hết ăn nổi luôn á. Thấy vậy chứ ăn no rồi là ngán luôn, chứ mình đâu có gán ăn hoài được nổi đâu cả nhà. Em là ăn hồi nãy vô quá trời luôn. Phải lựa thấy cái trái nó thật là to mình hái. Trai cầm trai quay rất là khó luôn đó cả nhà. Đây nè, đùm 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 luôn. Xin mời cả nhà nha. Cây này ngọt quá. Trời ơi quá trời luôn rồi. Bữa nay trời rất là nóng luôn, hello. Quá trời luôn nè cả nhà. Nó nóng được ở trong đây quá trời nóng luôn á. Coi bằng đùm 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 luôn. Luôn. Quá trời. Nguyên đùm này á, nó quá trời luôn mà trái nó nhỏ xíu à. Nhiều lắm luôn. Quá trời luôn nè. Biết các bạn có thấy không nha. Nguyên một đùm đây là khủng khiếp luôn á. Quá trời luôn rồi. Hái một trái. Xin mời cả nhà. Ну не буду я ничего пересыпать. Пошли нормально. Phía bên đó đó, người ta không có cho mình hái ngày nay. Người ta nói là phải cho ngày mai á. Bên đây á là cho hái ngày nay, bên kia thì cho ngày mai, chứ không có cho mình hái lộn xộn á các bạn. Bên nào cho nó hết bên đó luôn. Trời ơi coi nè, ở đâu cũng có hết trơn á. Tối thui à, em nhìn vô em không thấy mặt mày em gì các bạn. Trời ơi, ở đây là trái bự trắng không à. Look at it. Look. Em ăn thử nha. Hái quá trời rồi, nhà em hái cả đống luôn rồi. Em là như đây rồi nè. Nay đi nguyên gia đình luôn cả nhà. Quá trời trong đây luôn. Em đem cái cây nó ngắn quá à, nên không có để mà hái cho các bạn thấy được nữa. Nó như vậy nè. Em hốt lần 4. Em hốt lần 4-5 trái luôn. Các bạn biết á, tuốt ở trên đây nè, giống như là trái nó lưa thưa, nó không có đùm đùm á, là nó quá trời bự và nó ngọt ngay luôn nha. Nè, nó tuốt ở trên đây này nè. Ồ, quá trời luôn các bạn ơi. Không biết hái trái nào luôn á. Xin mời các bạn nha. Chín đồng mấy cho một ký lô quá các bạn. Ở bên Mỹ em nghe nói rẻ ha, còn bên đây thì mắc lắm. Nhiều đây chắc cũng khoảng mấy ký luôn rồi đó. Rồi nhà em hái đằng kia nữa. Coi nè các bạn, chùm chùm luôn nè đó. Xin mời cả nhà.
Lần đi rớt cho được xuống nhầm. Hai bà trái là hai một lượt luôn á. Trời ơi, nó mọc nguyên một cái nhánh dễ thương quá à. 8-9 trái luôn á. Ở đây là quá trời luôn. Chùm luôn, không biết hái làm sao cho hết luôn á cả nhà. Họ trồng hay quá ha. Cái này lúa ăn mấy cây lá các bạn không thấy được. Hái quá trời luôn rồi. Rất là nhiều rồi các bạn ơi. Giờ em quay sơ sơ để cho các bạn xem. Có chừng một tuần mà mình không đi á là nó sẽ hết nó các bạn. Quá trời luôn nè. Cái nhánh nó thòm xuống rất là đẹp luôn. Thôi trồng hay quá ha. Ở nhà em có một cây mà năm nay không có một trái nữa. Nếu mà các bạn thấy được bên ngoài các bạn mê luôn á, bởi vì trong đây á nó không có được sáng quá đó, cho nên các bạn thấy nó không có rõ ha. Chứ ở ngoài á mình mê luôn á, nó đùm luôn nha, mà mỗi một cái nhánh nào cũng có hết trơn á, quá trời luôn. Cái nè, tuốt ở trên đầu em nè các bạn. Trời ơi, đây nè, em bóc nó lên nguyên một đùm luôn, quá trời luôn này. Coi nè, chỗ nào cũng có hết trơn đó các bạn luôn. Em thấy quay gần vậy nè cho các bạn mới thấy được, chứ mình quay hết nguyên cây á không có thấy được trái như vậy. Gần như vậy á thì các bạn thấy trái mà không có thấy nguyên cây ha. Đó, quá trời luôn nè. Xin mời cả nhà. Đây nguyên đùm luôn. Đây nè các bạn. Được. Ôi ôi, nguyên đùm luôn nè. Các bạn có thấy không? Ở đây nữa nè. Wow, quá trời luôn rồi các bạn ơi. Được. Như một nhánh nè. Đó. Giờ chỉ đưa cái miệng vô là ăn thôi à, nó sát gốc luôn rồi. Quá trời. Ở bên đó đó, quá trời luôn á. Nhưng mà ngày mơi người ta mới cho. Chứ bữa nay thì hái bên đây à. Còn không còn gì là cho bên đây thôi, chứ không có cho ngày nay nữa các bạn.
rất là hái à. Hồi nãy giờ ở trong cái vườn cherry thì hái cũng nhiều lắm rồi cả nhà. Em ở đây cũng mấy ký mà gia đình của em người nào cũng một gỗ nữa thì rất là nhiều luôn rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái trái cây chỗ khác nữa ha. Và mùa hè rồi thì trái cây nhiều lắm, nhiều loại á. Thì mỗi một chỗ em quay một cái video cho các anh chị em xem nha. Bây giờ thì kết thúc cái video ngay chỗ cherry nha các bạn. Hẹn lại các bạn cái video chắc trái dâu quá, bây giờ đi qua dâu nhìn mê quá ha cả nhà.